Einstein, vâng, một trong những cái thương hiệu mà cũng nhiều lần Hiếu chia sẻ rằng là đây là ra như nói rằng là dòng Steinway Einstein đấy, đấy của Đức ngày xưa đấy, dòng Einstein mà được sản xuất tại phía đông đó, thì đây là được một trong những cái ngụ ý là như vậy. Vâng, chúng ta cùng xem qua về hình thức cây đàn trước. Đấy, cái nắp cái giá nhạc nắp, và các bạn thấy một cái đặc điểm là chúng ta nhìn thấy cái độ dày này, này. Các bạn thấy rằng là ngoài cái chuyện để làm tay nắm nhấc lên, nhưng mà nó có độ dày rất là cao, tất cả các cái gối gỗ ở cây đàn này rất là dày, và mỗi khi anh em kỹ thuật mà phải bê tay một chút cây đàn này á thì anh em đều phải rất nỗ lực và ấy, phải thêm người vì cây đàn này rất nặng. Nhưng điều đó cũng thể hiện rằng là nó rất là tốt, rất là bền và cũng có ra một cái âm thanh rất là chắc chắn nữa. Vâng. À, chúng ta cùng nghe thử âm thanh cây đàn này để khẳng định cái những cái gì Hiếu vừa chia sẻ. Vâng. Cái chi tiêu khoảng xung quanh 25 30 triệu và chúng ta có một cái âm thanh hay như thế này. Âm thanh hay như này là rất hiếm, và chúng ta phải nhấn mạnh cái điều đấy, bởi vì rằng là mọi người thì vẫn tại sao lại Yamaha nó đắt, bởi vì không phải vì là gỗ tốt hơn hay không phải vì là phím đẹp hơn, mà bởi vì âm thanh hay hơn. Đấy, và đắt được cái âm thanh thì sau Yamaha, sau Kawai thì đến những cái dòng đàn mà Việt Nam mình hay gọi là ngoài dòng thì Einstein là một cây đàn hay.
Vâng, hiểu nhau đấy. Thậm chí nhiều cây đàn còn hay không kém gì Yamaha, chứ chưa nói là có những cây xuất sắc có thể còn hay hơn. Đấy, thế nên là các bạn hãy lưu ý đến cái thương hiệu này ở vấn đề âm thanh. Bây giờ chúng ta cùng nghe từng phím một của cây đàn. Nếu nghĩ rằng là mới một em nhỏ mới bắt đầu hoặc một bạn nào đó chúng ta chơi gọi là để học chơi đàn đấy, amateur chứ không nói là chuyên nghiệp, thì là chúng ta có một cây đàn như thế này, và cây đàn như này để bắt đầu chơi thì rất rất tuyệt vời rồi. Và bây giờ mời các bạn xem cận cảnh chữ Einstein, và chúng ta xem cái bàn phím cận cảnh hơn các bạn. Và bây giờ chúng ta nhìn xuống phía đó bê đàn. Vâng, những chiếc pedal rất là đẹp đúng không các bạn? Vâng, đấy, chúng ta sẽ... Cái này người ta làm hai cái lẫy hai bên. Đó, sau đó là chúng ta ngả cái nắp này ra. Vâng, mời các bạn xem. Đó, các bạn thấy là cái khung này họ có làm rất đặc biệt với cái sơn màu ghi. Vâng, khung này thì tất nhiên của tất cả các đàn piano đều bằng gang rồi, vì nó chịu cái lực tổng thể này đến 15 tấn các bạn nhé. Vâng, rất là căng đó. Và tất nhiên với đàn Einstein này thì nãy em sẽ nói là một cái chi tiết siêu cầu kỳ. Đây, thế này thì cũng không có vấn đề gì rồi đúng không bạn, rất là yên tâm rồi. Vâng, vấn đề siêu cầu kỳ của dòng Einstein. Vâng, xin mời các bạn xem cái đầu hồi cái này nếu mà nhìn thì cũng không khác gì cây U3H cả đúng không các bạn. Đấy, cái vai này đấy, cảm giác như một cây U3H. Cái hồi này rung dị nhưng mà nó rất là hợp lý. Cái nắp này với cái thanh suốt bản lề được bảo dưỡng rất đẹp. Cái vai bên này chỉ một hai cái xước rất rất nhỏ thì không đáng kể. Còn hình thức trưng bày nghĩa là vẫn đảm bảo rất đẹp đúng không các bạn. Mời các bạn xem cái sao bót của cái đàn. Đây các bạn thấy rằng là nếu mà với các cây đàn khác các bạn thấy là cái chiều này này. Chiều này nó sẽ mỏng hơn, nó chỉ đến đây thôi. Nhưng cái này nó phải sâu hơn 2 phân nữa. Hơn 2 phân nữa. Đấy, rất là sâu với các cái cột gỗ 5 cột to chắc như này. Đó. Đây, các bạn thấy là người ta còn gia cố thêm những cái miếng như thế này nữa này. Đấy, cái ốc cộng hưởng phụ này, tay sách này. Đây này. Đây các bạn nhìn lên đầu trên này. Các bạn thấy rằng là đây ví dụ như này là họ rất là cầu kỳ này, thêm hẳn miếng này nhé, thêm hẳn cái hệ thống này đó, cái miếng như thế này. Tưởng là như này đơn giản nhưng không hề các bạn ạ, khi sản xuất rất nhiều người ta phải nghiên cứu rất kỹ đây, những cái miếng như thế này nữa đó, thì mới ra được cái cách làm này, một cái đàn cực kỳ chắc chắn đấy. Đây, như là nhiều vẫn nói các bạn là cái độ dày đấy, các bạn nhìn này đấy. Như thế này thì các bạn thấy rằng là ở các cái đàn khác đâu có bao giờ có dày như thế này. Đó. Einstein cực kỳ chắc chắn. Đây, cả cái hệ thống này người ta bọc một cái lớp nhung ở xung quanh. Đó, các bạn thấy không ạ? Vâng. Đó, bây giờ chúng ta nhìn lên cái chốt pin. Đấy, các bạn thấy là cái này cũng là gỗ nhá. Đó. Rất cầu kỳ, rất cầu kỳ. Gỗ đây. Đấy. Chúng ta vuốt cái búa này. Đầu búa. Cái búa nó dài hơn các bạn thấy không? Nó dài hơn cái khác này, cái chiều dài này. Rất là chặt, rất là chặt. À, đây, búa thì của hãng Rinner. Đấy. À, búa rất là nổi tiếng. À, đây các bạn thấy một cái đặc điểm cầu kỳ nữa. Đây là chúng ta sẽ xem hai cái vấn đề. Một là chúng ta thấy là những cái đàn khác ấy, thì ở cái hệ thống này thì có lẽ đôi khi chỉ là một cái miếng gỗ nhảy hoặc là miếng kim loại. Sau đó là thêm một cái dạ ở đây nào là xong. Nên là với cái này, ta làm một cái dạng dạ rất xốp ở đây. Xong lại đến một cái lớp lót nữa. Đấy, rồi mới đến cái gỗ này. Để đảm bảo khi cái nhả búa về này,
nó không có một cái tí âm thanh nào cả. Đó là một cái rất cầu kỳ mà những đàn khác không có. Thứ hai nữa là các bạn nhìn vào cái dây này. Đây, các bạn nhìn thấy cái dây này. Thì các bạn thấy rằng là khi chuyển sang 3 dây trần, tức là 3 dây thép không, thì chúng ta trước đó có 3 dây quấn đồng nhỏ. Và cái cỡ đồng quấn này nó rất nhỏ các bạn nhé. Để khi nó chuyển cái tiết diện của dây từ đây sang đây, nó rất là mềm mại, và do đó là cái âm thanh khi chuyển từ dây quấn đồng sang dây trần, nó không có cảm giác bị thay đổi đột ngột cái màu sắc âm thanh. Đấy, nó vẫn giữ cái màu nó đều. Đấy, cái này rất chi tiết, này rất là quan trọng. Và phải nói là một sự rất cầu kỳ. Vâng, đó. À, tiếp theo chúng ta xem cái phần action phía dưới này. Đó, thì tất nhiên đây là một cái đàn cũ rồi, thì là cái này nó cũng cũ theo thời gian. Nhưng mà tất nhiên bọn mình vẫn bảo hành cho các bạn rất là lâu, nên là chúng ta còn đáng yên tâm, từ 5 năm đến 10 năm đấy, bảo hành. Thế nên là các bạn không phải lo. Tất nhiên tùy giá trị cây đàn đấy, mình muốn nói như vậy. Đây là cái đánh giá chất lượng của Hiệp hội Piano đã có sử dụng của Nhật cho cây đàn này. Cây đàn có body B, key A, pin A, action B cộng và support A. Và các bạn thấy không ạ? Như thế là rất là tốt. Vâng, rất là tốt. Bởi vì là những tiêu chí chính như là key là để tương tác này, pin là chốt giữ dây, và support là cái thùng vang quyết định màu sắc âm thanh cũng rất là nhiều. Thì đều những cái ngưỡng tốt nhất, còn lại cũng là rất là tốt. Đó. Vâng, các bạn vừa nghe âm thanh và vừa xem Hiếu chi tiết họ từng cái bộ phận của cây đàn EC này, các bạn thấy rằng là rất đáng để chúng ta quan tâm, phải không ạ?